Xin chào quý vị và các bạn. Trong ngày làm việc đầu tuần này, ở Bắc Bộ mưa lại có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng. Do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nén, rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên mực 1.500m. Đồng thời thì trời sẽ nhiều mây và nền nhiệt duy trì ở ngưỡng là mát mẻ. Cao nhất trưa chiều toàn khu vực phổ biến từ 27 đến 30 độ. Thấp nhất về đêm giảm xuống còn khoảng 22 đến 25 độ. Lui xuống vùng ven biển miền Trung, trời ít mưa và ban ngày có nắng, cường độ nắng ở mức vừa phải, nền nhiệt cao nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 30 đến 33 độ, còn khu vực từ Đà Nẵng tới Ninh Thuận, Bình Thuận thì cao nhất khoảng 31 đến 34 độ, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Tuy nhiên thì từ ngày mai mùng 9 tháng 5, trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và mưa dông có xu hướng gia tăng. Vùng mưa tập trung chính là tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Do đó thì bà con nơi đây thì cần phải hết sức đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo trong cơn dông như là tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Đến với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, do rãnh thấp xích đạo đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn và nâng trục lên phía Bắc nên mưa dông được dự báo là sẽ gia tăng, nhất là tại khu vực Tây Nam Bộ, không loại trừ khả năng có những điểm mưa vừa mưa dông. Trong cơn dông thì cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn Nam Bộ sẽ không quá 34 độ, còn tại Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong xu thế chung của các tỉnh thành phía Bắc, nên ngày hôm nay, thủ đô Hà Nội sẽ chuyển nhiều mây hơn và nhiệt độ cao nhất trưa nay vì thế khó mà có thể vượt qua ngưỡng 31 độ. Đặc biệt là vào lúc chiều tối thì mây dông sẽ kéo tới và chốt xuống những cơn mưa. Quý vị và các bạn nên nhớ mang sẵn các vật dụng che mưa tiện ích khi đi ra ngoài. Đồng thời do có mưa nên việc lưu thông vào thời điểm này của người dân thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Quý vị và các bạn cũng nên tránh những tuyến đường trũng thấp vì mưa có thể gây ngập khiến cho việc lưu thông trên những tuyến đường này bị chậm lại. Ban đêm thì khá nắng thì trời còn có mưa. Lúc này nhiệt độ giảm xuống thấp nhất còn khoảng 24 độ. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng, do nằm giáp biển và chịu ảnh hưởng trực tiếp của khối không khí lạnh lệch đông, nên thành phố chuyển nhiều mây, có mưa xảy ra bất chợt trong ngày, khiến cho độ ẩm tăng lên nhanh chóng, có thể đạt đến 95%. Nhìn chung thời tiết sẽ không mấy thuận lợi cho việc hong phơi thủy hải sản của ngư dân. Đặc biệt là từ chiều tối đến đêm, mưa dông cũng có xu hướng tăng hơn. Bà con vùng ven biển cần đề phòng với các hiện tượng như tố lốc và gió giật mạnh, khả năng sẽ xuất hiện kèm theo trong cơn dông. Biên độ nhiệt hôm nay tại thành phố Hải Phòng sẽ trong khoảng từ 24 đến 30 độ. Thuộc khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ nên thành phố Đà Nẵng trong ngày hôm nay duy trì trạng thái thời tiết là ổn định, trời phổ biến ít mưa và có nắng với cường độ vừa phải. Nhiệt độ cao nhất trưa nay phổ biến khoảng 31 đến 33 độ, rất thuận lợi cho các hoạt động lưu thông của người dân vào ngày làm việc đầu tuần. Về chiều tối và đêm mây thay đổi đến nhiều mây, tiết trời tạnh ráo và khá mát mẻ, nhiệt độ hạ xuống còn khoảng 24 đến 25 độ. Với thành phố Đà Lạt ngày hôm nay, thời tiết nhìn chung cũng không biến động quá nhiều so với ngày hôm qua. Trời phổ biến nắng ráo với nhiệt độ cao nhất khoảng 24 đến 25 độ. Đến chiều tối, thành phố sẽ chuyển nhiều mây hơn, mưa rào và dông có thể xuất hiện cục bộ vài nơi. Tuy nhiên, người dân cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết như tố lốc và gió giật mạnh kèm theo trong cơn dông. Ban đêm thì chúng ta sẽ có cảm giác rất lạnh vì lúc này nhiệt độ tại thành phố Đà Lạt chỉ dao động quanh mức 16 đến 17 độ. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự dịch chuyển của rãnh thấp xích đạo lên phía Bắc thì mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng lại trở lại với thành phố. Khả năng có nơi mưa vừa mưa to có thể khiến một số tuyến đường bị ngập lụt và làm cho quá trình lưu thông của người dân vào giờ tan tầm sẽ gặp nhiều khó khăn. Quý vị và các bạn nên lựa chọn cho mình lộ trình thích hợp để không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ban ngày tại thành phố thì trời vẫn có nắng với cường độ không quá gay gắt. Nhiệt độ cao nhất trưa nay dao động từ 32 đến 34 độ. Nằm trong xu thế thời tiết chung với thành phố Hồ Chí Minh nên ngày hôm nay thành phố Cần Thơ sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, nắng gián đoạn, mưa rào có khả năng xuất hiện sớm từ khoảng trưa chiều. Dự báo trong vài ngày thì mưa dông tiếp tục xảy ra tại thành phố, đặc biệt là khu vực ven biển cần đề phòng với hiện tượng tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trưa nay tại thành phố cũng chỉ khoảng 31 đến 33 độ, độ ẩm không khí dao động từ 70 đến 90%. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại!